Thưa tất cả mọi người, buổi chia sẻ pháp hôm nay nằm ngoài kế hoạch, tại vì kế hoạch là chia sẻ đây từ đầu năm rồi, nên cuối năm này thì không có kế hoạch. Nhưng mà vì khi biết tin tôi vào đây để dự cái hội nghị thường niên của Trung ương Giáo hội đó, thì anh Nhân lập tức là lên là có ý kiến là mời liền. Thấy anh cũng tha thiết cho nên thôi, để cố gắng sắp xếp đến chia sẻ với mọi người một buổi. Còn sáng mai thì sáng sớm đi Campuchia rồi, phi 4 giờ rưỡi. Xin nhắc lại cái đề tài mà anh Nhân đưa ra, nó cũng phải là đề tài mới mẻ phải không? Nhưng mà có lẽ nó hơi nhạy cảm trong cái tình hình hiện nay. Nó lại không nghe thì Không nghe hả? dạ bây giờ nghe rồi nó hơi nhạy cảm Tại vì lý do bây giờ rất nhiều vị thầy hoặc là ni ni sư ni cô xuất hiện trên các mạng giảng, và nếu chúng ta không cẩn trọng khi phát ngôn đó, thì rất dễ mất lòng đồng chạm đến một số vị. Thì hôm nay xin chia sẻ với các vị từ góc nhìn, trước hết là khái niệm về pháp và chánh pháp là gì, và sau đó chữ pháp hoặc là chánh pháp Đức Phật dùng trong kinh điển Nikaya thể hiện qua cái bài bài kinh mà gọi là kinh Chiếc Bè đó. Trong Nikaya phải nói rằng ngay cả chánh pháp cũng phải bỏ, huống gì phi pháp. Chúng ta dựa trên các cái khái niệm và các bài kinh như vậy để làm rõ cái chủ đề mà anh Nhân đưa ra. Thứ nhất là chữ pháp mà chúng ta dùng đấy, nó được dịch từ từ Pali là Dhamma, nhưng mà chữ Dhamma nó lại có rất nhiều nghĩa. Thứ nhất, tất cả hiện tượng sự vật trên thế giới này, thế gian này, trong vũ trụ này đều gọi là Dhamma, có nghĩa là pháp giới, thế giới hiện tượng sự vật. Thứ hai, nó là phương pháp, cách thức làm. Chữ pháp trong phương pháp ấy, cũng là Dhamma. Thứ ba, về ý nghĩa triết học, người ta nói rằng là cái gì nó mang đặc tính riêng cái ấy, cái đó gọi là pháp. Trong thuật ngữ của luận thư Duy Thức ấy, ta nói là nhầm trì tự tánh quỷ sinh vật dạng, có nghĩa là cái gì giữ được bản chất của nó, cái đó gọi là pháp. Nghĩa khác nữa đó là lời dạy của Đức Phật được diễn giải lại, bây giờ ghi chép lại trong ta gọi là Tam Tạng Kinh Điển. Đó tất cả những nghĩa mà chúng ta có thể hiểu về chữ pháp. Nhưng mà pháp trong chữ chánh pháp hoặc pháp mà Đức Phật dùng á, thì nó là chỉ một vấn đề cụ thể hơn, đó là con đường đưa đến giác ngộ, con đường mà nhờ thực hành, nhờ đi trên lộ trình ấy, người hành giả hoặc là người đi trên lộ trình ấy sẽ đạt đến mục đích của mình, là thấy ra bản chất của pháp, thấy ra bản chất của hiện tượng sự vật, nói cách khác là thấy ra chân lý. Chân lý đó là cái gì? Chân lý trong đạo Phật nó không phải chân lý của thế giới vật lý, không phải chân lý của thế giới hóa học, không phải chân lý của xã hội học, không phải chân lý của triết học luôn, mà chân lý trong cái Đức Phật nói là sự thật ấy, Ngài lập đi lập lại nhiều lần, đó là những sự thật liên hệ đến khổ. Đầu tiên là hiện tượng khổ, thứ hai là nguyên nhân sinh khổ, thứ ba là chấm dứt khổ, và thứ tư là con đường thực hành để chấm dứt khổ. Để chấm dứt khổ phải thấy ra được cả cái nội dung này này, thấy ra được bản chất sinh diệt vô thường của hiện tượng sự vật,
thấy ra được tính duyên khởi trong hiện tượng sự vật, thấy ra được cấu trúc vô ngã trong hiện tượng sự vật. Vì nào thấy được ba cái này, trực kiến chứ không phải qua ngôn ngữ, qua danh từ, qua lý luận, mà thấy thực á, vì đó được gọi là vị giác ngộ, người thấy ra sự thật. Và Đức Phật là gì? Chữ Đức chỉ là từ tôn xưng, còn Phật, Buddha là về nghĩa nó là vì đã thấy được sự thật. Sự thật liên hệ đến khổ. Và rất nhiều bài kinh Đức Phật lập đi lập lại, Như Lai xuất hiện ở đời chỉ để chỉ ra các sự thật khổ, nguyên nhân của khổ, chấm dứt khổ và con đường chấm dứt khổ. Hoặc là Ngài nói trong tấm thân dài chưa đầy một trường này, hoặc là bằng một cái sải tay này, Như Lai tuyên bố thế giới, gốc nguồn của thế giới, chấm dứt thế giới và con đường đi đến chấm dứt thế giới. Và đó là lý do mà Đức Phật nói rằng khi thực hành pháp, một khi mà một người thực hành pháp sau khi thấy rõ rồi đó, thì vì ấy biết cái giá trị nó ở chỗ nào. Chữ pháp khi nói thực hành pháp có nghĩa là bạc chánh đạo, con đường thực hành để đến giác ngộ, để thấy ra sự thật. Và như bài kinh chiếc bè đó, Đức Phật nói giống như một người mà sau khi đã dùng bè để qua sông rồi á, thì việc làm hợp lý là người đó phải đặt cái bè bên cái bờ sông hoặc quăng nó đi, chứ không ai lại bứng cả cái bè đổ đến đâu mà đi. Trong ý nghĩa đó có nghĩa là những vị giác ngộ thực sự thì họ sẽ buông bè cả. Những người mà giả ngộ á, giác ngộ giả thì người ta phải là đi qua sông được, khi nổi phát bè đến đâu mà đổ đi tiếp. Còn thực ra Đức Phật chỉ nhấn mạnh một vấn đề là pháp hoặc là lời dạy của Ngài để chỉ ra cái sự thực ấy, và thực hành để đạt đến cái giác ngộ đó, thì nó cũng như chiếc bè để qua sông thôi. Rồi bây giờ chúng ta đi sâu hơn một chút, đó là làm thế nào để phân biệt đâu là chánh pháp, đâu là không phải chánh pháp. Thì chánh pháp Đức Phật dùng là chỉ cho cái pháp đúng, pháp thực. Còn phi pháp hoặc tà pháp, tà là nó nghiêng sang bên, phi pháp là không đúng với chánh pháp chứ không có gì hết, nó không phù hợp với cái chánh pháp, nó không đúng. Tất cả các vị giác ngộ khi dạy các môn đệ và hướng dẫn người khác tu học đều giống nhau về vấn đề lộ trình tu tập. Lộ trình tu tập này khẳng định đó là chánh pháp. Thứ nhất là phải từ bỏ ác hạnh, từ bỏ những việc xấu độc, từ bỏ những hành vi mang đến khổ đau cho mình và người. Ở đây nói thiện và bất thiện hoặc là ác pháp. Từ bỏ ác pháp hoặc bất thiện pháp có nghĩa là từ bỏ các hành vi thuộc về thân, về khẩu, về ý mang lại tổn thương, đau khổ cho mình và người. Và Đức Phật định nghĩa chữ thiện có nghĩa là hành vi không làm tổn hại đến mình, đến người khác, không làm tổn hại cả hai. Nếu chỉ mà không tổn hại cho mình hoặc lợi lạc cho mình thôi á, cũng chưa đủ. Nếu mà chỉ làm lợi cho người thôi á, mà quên đi cái lợi ích của mình á, cũng chưa đủ. Cái này phải hai. Nó không tổn hại cho cả hai và lợi ích cho cả hai, điều đó được gọi là điều thiện. Còn điều bất thiện, điều xấu độc ngược lại, tức là hành vi xuất phát từ thân, khẩu và ý làm tổn thương mình, làm tổn thương người, làm đau khổ cho mình, đau khổ cho người, đau khổ cho cả hai, điều ấy được gọi là bất thiện hoặc là hành vi xấu độc. Đó là bước một. Bước thứ hai, điều chỉnh hành vi bằng cách thực hành các thiện pháp, các điều lành, điều tốt, cũng từ thân, khẩu và ý. Tại vì chỉ thông qua thân, khẩu, ý chúng ta mới tương tác với thế giới. Do vậy hành vi xuất phát từ thân, khẩu và ý
làm lợi cho mình, lợi cho người, lợi cho cả hai, điều ấy được gọi là thiện pháp. Và Đức Phật nói cụ thể hơn nữa, như vậy thế là những hành vi nào gọi là bất thiện, thế nào là những hành vi là thiện. Ngài nói thân có ba, khẩu có bốn và ý có ba. Thứ nhất là nói đến từ bỏ hành vi bất thiện, hành vi xấu độc, đó là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, là ba hành vi thuộc thân. Bốn hành vi thuộc khẩu là nói dối, nói lời đâm thọc chia rẽ, nói lời hung dữ tục tằn, thô lỗ mà lì người khác. Và thứ tư, nói lời vô ích. Hay người ta nói chung ta hay nói gì, nói xàm để bà láp tám. Và thứ ba, cái này phải để ý này, đó là hành vi thuộc ý, tâm tham, tâm sân và quan điểm sống lệch lạc, ta gọi là tà kiến. Quan điểm sống lệch lạc là sao? Là không sống thuận, không có cái quan điểm sống có đời sống đạo đức, hoặc là tuân theo cái quy luật của nghiệp báo, mà sống theo bản năng, sống theo cái ham thích của mình, và luôn luôn là thể hiện bản ngã. Cái đó là quan điểm sống lệch lạc. Cũng như tâm tham, tâm sân khởi lên và bị chúng làm chủ chi phối. Như vậy chúng ta có ba hành vi thuộc thân, bốn hành vi thuộc khẩu và ba hành vi thuộc tâm, thuộc ý. Nó gọi là hành vi bất thiện. Bây giờ hành vi thiện là gì? Đó là không sát sinh. Để các vị để ý nghe. Không sát sinh chứ Đức Phật không nói phóng sinh. Không sát sinh bao giờ cũng đúng vì nó thiện. Nhưng phóng sinh là tình huống cụ thể rõ ràng thì phóng sinh là một tội khai xấu. Mục đích rõ ràng một tội khai xấu. Đó là câu trả lời mà cách đây khá nhiều tháng, khi mà có Phật tử ở năm ngoái, có Phật tử ở Hà Nội hỏi chúng tôi về cái chuyện phóng sinh bây giờ là tội khai xấu. Thì câu trả lời của chúng tôi là gây nhiều tranh cãi trên cái mạng xã hội ấy. Tại vì người ta không nghe đầy đủ câu nói của mình, câu giải thích của mình, mà chỉ chụp nghe câu nói là phóng sinh bây giờ là xấu chứ không phải tốt. Khi nói bây giờ tức là cái hoàn cảnh hiện tại của chúng ta này, tình trạng mà phóng sinh bừa bãi khắp các nơi đó, của nhiều người đó, là hoàn toàn xấu chứ không phải tốt. Thứ nhất là những con vật được phóng sinh, họ được phóng vào môi trường không phải nó đáng sống, sống có một số trường hợp đó, bắt từ môi trường này vào qua môi trường khác không hợp nó chết. Hàng ngang chỗ đó là có một số sinh vật sống rồi, bây giờ mình bỏ sinh vật lạ này vào, nó phá hoại cái môi trường sống ở đó, làm xáo trộn môi trường sống, là một cách phá hoại khác. Mặc dù những người phóng sinh tâm họ tốt, bây giờ có người phóng sinh là chẳng hạn gì, không phải vì thương loài vật, không phải vì bảo vệ môi trường cho quân bình đâu, mà họ phóng sinh là vì để cầu phúc, cầu thọ, cầu lộc, cầu tài, cầu quan, nhiều thứ cầu lắm, mà họ mượn thức phóng sinh để làm thì cái đó xấu hay tốt. Và do vậy Đức Phật không nói chuyện phóng sinh mà nói không sát sinh. Không sát sinh là rõ là một cái thiền pháp, một điều đúng. Chỉ còn phóng sinh là vấn đề rắc rối hơn. Không trộm cắp, không lấy của, không cho, không tà hành, tức là không lăng nhăng với những người không phải là vợ là chồng của mình hợp pháp. Bốn điều còn lại thuộc về khẩu, tức là không nói dối, nói lời chân thật, không nói lời độc ác, mà lì, hoặc là xem thường người khác, trái lại nói lời gì? Nói lời tôn trọng người khác, ái ngữ, lời nói dễ nghe, lời nói mọi người tôn trọng mọi người và nghe thích nghe. Không nói lời cái chia rẽ đâm thọc, mà nói lời mang lại hòa hợp, đoàn kết, sống vui vẻ với nhau. Và thứ tư là không nói lời vô ích. Nếu nói thì nói lời có lợi ích, và không nói lời vô ích.
Còn ba là hành vi thuộc về ý. Không để tâm tham làm chủ chi phối mình. Không để tâm sân làm chủ chi phối mình. Và phải có quan điểm sống đúng đắn. Tại vì sao? Tâm tham sân khi có môi trường, có điều kiện lọc khởi lên, mình không thể diệt chúng, không thể đè chúng, không thể khống chế chúng. Gặp điều kiện lọc khởi lên rất khác. Nhưng vấn đề của mình là đừng để nó khống chế mình, đừng để nó làm chủ mình, đừng để nó lôi mình, đừng để nó đồng phá mình. Đó là vấn đề cần phải làm. Cho nên là nghĩa là đối với tâm tham đó, không để chúng làm chủ. Tâm sân không để chúng làm chủ. Và đổi quan điểm sống lệch lạc thì điều chỉnh quan điểm lại theo quan điểm để sống đúng đắn, tức là sống có đạo đức và sống có trách nhiệm, thể hiện qua lối sống dựa vào cái quy luật nhân quả trong hành vi, tức là nghiệp và báo. Như vậy chúng ta có một cái tiến trình tu học, hai cái phần đầu là cái dễ phải không? Từ bỏ hành vi ác và thực hành các hành vi thiện. Cái sáu khó hơn, cái sáu mà thường được gọi là thanh lọc tâm ý hoặc là từ tình kỳ ý trong từ dự hãng. Thanh lọc tâm ý nó có hai cái nội hàm. Thứ nhất làm cho nó an tịnh vạn lặng, giống như mặt nước đang xáo động thì cần làm cho nó an tịnh trở lại, thì mặt nước an tịnh mình mới thấy rõ giữa cái hồ, giữa cái đáy hồ hoặc là trong cái ly nước là có cái gì mình thấy rõ. Ở đây nói là cần thiết làm cho cái tâm mình nó phải được an tịnh vạn lặng. Đó là một cái cách mà đơn giản để thành lập. Cách thứ hai, nó đòi hỏi từ nhận thức cao hơn. Đó không phải là làm vạn lặng nữa, mà phải soi sáng thân tâm của mình. Phải thường xuyên soi sáng thân tâm của mình mới biết cái thân đang ở tình trạng thế nào, cái cảm xúc của mình khi tương tác với sự vật nó khởi lên thế nào, các tâm trạng xảy ra khởi lên, sinh lên là biến mất, sinh lên biến mất thường xuyên như thế nào. Và khi mình suy nghĩ, khi mình có những cái thao tác về tư duy đối với các đối tượng nên như thế nào. Chính cái soi sáng thân tâm thường xuyên này mới thực sự làm tâm ý mình được thanh lọc đúng mức. Còn thanh lọc bằng phương pháp tịnh tâm, định tâm, an tâm, nó chỉ là biện pháp nhất thời. Và sau khi mình ra khỏi cái trạng thái ấy thì ý thức mình vẫn hoạt động như cũ và vẫn bị chi phối bởi cả cái tác động của chúng. Cho nên cần phải hiểu ý nghĩa của cái mà thanh lọc tâm ý, từ tình vị ý. Nó có hai cái trình độ khác nhau. Bây giờ mình được lại khái niệm chánh pháp trong lời Đức Phật dạy. Chánh pháp cụ thể trong lời Đức Phật dạy chính là chỉ cho con đường thực hành để giác ngộ, con đường gọi là bậc chánh đạo. Bậc chánh đạo là gì? Các thanh tổ đó mọi người thuộc lòng được phải không? Nhưng mà để hiểu chúng và thực hành chúng cũng không phải chuyện dễ hiểu. Khi người ta nói chánh kiến, mọi người nghĩ chánh kiến chắc là kiến đấy là thấy đó mà, cho thấy đúng. Rất nhiều tài liệu Phật học phí dịch là chánh kiến là nghĩa thấy đúng, chánh tư duy là suy nghĩ đúng, mà chánh ngữ là nói đúng. Vì họ cắn từ vào cái từ thấm á là đúng chấn chỉnh là thôi. Nhưng mà khi ngang đó mà chánh đạo chỉ ngang những từ đó mà hiểu đúng như vậy á và giác ngộ thì đã cả thế gian này giác ngộ hết 3/4 rồi. Nó không phải vậy đâu. Bậc chánh đạo có 8 thanh tố chứ không phải 8 con đường như một số tài liệu người ta dịch.
là thứ nhất. Thứ hai, bà Kim Đào ở đây tôi trình bày theo một góc nhìn và trải nghiệm của riêng tôi nè, hiểu theo tài liệu Phật học. Đó là sau khi mà chiêm nghiệm, sau khi thực hành, sau khi mà đã thấy ra rồi á, thì mới chia sẻ cái này với mọi người. Thứ nhất là bản chân đạo nó gồm có hai nhóm, chứ không phải tất cả nó giống nhau. Nhóm thứ nhất gồm 5 thành tố đầu, nhóm thứ hai gồm 3 thành tố sau. 3 thành tố đầu nó hiện lộ ra bên ngoài, ai cũng thấy. Nhưng 3 thành tố sau nó luôn luôn đi cùng 3 năm thành tố trước, nhưng mà nó ảm trợ thôi, nó hỗ trợ thôi, nó không thành ra một cái riêng. Mà tất cả 5 thành tố đầu mà chánh là nhờ 3 cái này đi. Không có 3 cái này không được thành chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Đó. Và thứ hai là trong cái hiệu của chúng tôi về bậc chánh đạo không tồn tại cái gọi là giới, định và tuệ. Cái này cũng lạ luôn đó. Không tồn tại giới, định và tuệ. Cái này được chứng minh khá rõ trong khá nhiều bài kinh của Đức Phật. Đặc biệt là bài đầu tiên khi Đức Phật giảng cho nhóm đệ tử đầu tiên đó, các ngài kêu Trần Như đó. Đức Phật thì nói bậc chánh đạo chỉ có 8 thành tố thôi. Và cả sau này trong bài kinh Trung Bộ Kinh số 40, khi Đức Phật nói về bậc chánh đạo có 2 loại, bậc chánh đạo hữu lậu và bậc chánh đạo vô lậu, thì Đức Phật cũng chẳng đề cập gì đến giới, định, tuệ. Các nhà luận giải về Phật học thì phân tích về bậc chánh đạo, người chia làm bậc chánh đạo thành 3 bộ phận gọi là giới học, định học và tuệ học. Họ nói rằng là chánh kiến, chánh tư duy thuộc về tuệ học, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về gì? Đó. Giới học. Và 3 thành tố còn lại, tính tận nghiệm và định thuộc về định học. Thì chúng tôi thấy khác. Tại vì khi nói đến giới, định, tuệ, nó mới liên hệ như người ta hay gọi là giới năng sinh định, định năng phát huệ. Phải không? Thường nói như vậy có nghĩa giới, như có giới cho nên mới sinh định, định mới có thể thành tựu được, và có định cho nên mới phát huệ. Đó là cái lý giải lâu nay về giới, định, tuệ trong bậc chánh đạo. Nhưng ở đây này, bây giờ một người mà có giới, giữ giới toàn vẹn đi, một Phật tử giữ 5 giới phải không? 5 giới là cái mà người ta hay nói Phật tử, cái hành tu người Phật tử 5 giới phải không? Một vị tu sĩ tăng bên truyền thống Theravada là 207 giới, truyền thống bên Bắc Tông là 250 giới, Ni thì 311 giới và 400 giới, tùy theo một phái. Nếu các vị ấy cứ giữ cho tròn vẹn cái giới thì tất cả cái học giới của mình đi, thì mình xin các Phật tử hỏi, các vị tự hỏi hoặc là hỏi những cái vị tu sĩ đó, có vị nào giữ tất cả giới ấy rồi sinh định không? Giữ tròn á rồi sinh định không? Đó là cơ sở thứ nhất. Cơ sở thứ hai, ta nói giới là nền tảng của Phật pháp. Không có giới luật là không có Phật pháp. Thầy vị cũng nghe con nói chưa? Tôi thì tôi là nhìn góc nhìn khác, tôi nói giới có hỗ trợ, nhưng mà giới không phải nền tảng. Tại vì nền tảng vẫn mỏng nhá, cái nhà mà lên cao được nhiều có cái mỏng chắc, mỏng phải được xây trước, thì khi đó nhà cột keo các thứ mới được xuất hiện sau chứ. Nhưng mà thực tế trong lục tạng á, tư liệu đàng hoàng, không phải nào khi đề cập để thống nhất vấn đề này, đó là Đức Phật chỉ chế định ra học giới vào năm thứ 13 sau khi ngài giác ngộ. 12 năm đâu không có cái giới nào hết á,
theo cái học điều học. Nếu thực sự dưới lên nền tảng thì phải đặt nó từ đầu nhé. Tại sao đến năm thứ 13 Đức Phật mới đặt ra khi có tình huống bất không thể không đăng ký đừng ra. Cho nên về mặt mà là nền tảng thì cái này phải xem là hay. Hỗ trợ thì có những nền tảng chắc chắn không có. Và nó ở dưới sinh đình đó. Chưa ai mà ngồi dưới thung tủy mà thực hành sinh đình hết. Thanh tu đình hết. Bây giờ nó có đình để sinh tuệ. Thời đại này nói chắc là thiền đình đó nè. Thì không biết được mấy người. Không biết được mấy người. Và thiền đình nó liên hệ đến một vấn đề đó là nó thuộc về kỹ năng. Kỹ năng thì phải rèn luyện, phải tập tành, phải thực hành, phải duy trì thường xuyên. Một khi mà không có điều kiện duy trì, bỏ bê nó, thì đình sẽ mất. Đình sẽ mất. Đó, những cái mà liên hệ đến với đình. Còn nói chuyện mà tu tập được có đình là vấn đề khác nữa. Nhưng mà khi đình rồi á, thiền đình mang đến cái gì? Trạng thái vắng lặng. Nó có thể nhiều hay ít, càng hay sâu. Có người có thể nhập định 5 phút, có người có thể nhập định được 1 tiếng. Có người có thể được 1 buổi còn cả ngày. Vâng vâng. Nhưng mà khi nhập định mà đạt trạng thái định đó thì chỉ có một trạng thái tâm an tịnh vắng lặng thôi. Càng á, thì có thể khi nhập vào á, còn có thể là thỉnh thoảng những cái tác động vật lý nó còn không nhận ra được. Còn khi nhập học xấu rồi đó thì tác động vật lý hoặc tác động ngoại duyên không còn làm cho người đó là làm người đó không còn nhận thức được tác động ngoại duyên nữa. Mà khi đến mức mà họ khởi lên một niệm tâm á, hoặc là thời gian định đã qua đi rồi á, thì khởi lên một niệm, một trạng thái thì lập tức định mất. Còn ở trong trạng thái định á, thì có một tình hình đó là vắng lặng. Đó là lý do ta gọi định là nhất tâm. Khi một người vừa có năm chuyện ngày rồi đạt đến trạng thái nhất tâm, thì người ấy sẽ dần dần đi sâu vào cảnh giới của định. Do vậy thiền được gọi là thiền định là như thế. Còn những lý giải về thiền theo cái nghĩa mà thấy cái này bị cái kia, cái đó không phải thiền định. Trong giới định tuệ, nói anh định phải nói anh thiền định. Nhưng mà nếu mà đã khởi lên một cái gì đó khi xuất ra khỏi định rồi á, thì làm sao trong chờ di chuyển định mà thành tuệ? Trong trạng thái vạn lặng là không có thêm cái gì hết á, thêm một cái nó không còn định nữa. Mà xuất ra khỏi định nữa thì càng không có gì nữa, thì làm sao nữa định mà sinh tuệ? Cho nên cái lý luận rằng định sinh tuệ ở đây không ổn. Nhưng mà bác chánh đạo á, như chúng tôi hiểu thì nó quả thực là một lộ trình xuyên suốt. Mặc dù nó chẳng đề cập giới định và tuệ gì hết, nhưng lộ trình giác ngộ xuyên suốt, tất cả những cái gì chúng ta có thể hiện đời sống á, bộc lộ ra bên ngoài đều thông qua năm thành tổ đầu. Hiện tư duy ngự nghiệp mà. Nhưng mà hiện ở đây á, nó không phải là chỉ phải thấy bằng con mắt thịt. Hiện đây nó nói tắt cho một nhóm từ là kiến văn giác tri. Kiến là lỗ tai nghe vẫn là văn, giác thân xác hoặc lỗ mũi, tri chỉ chung cho hết. Nhưng mà bộ chữ này kiến văn giác tri chỉ cho phải biết nói chung của sáu giác quan khi tiếp xúc với sáu đối tượng. Kiến văn giác tri đó giống người ta nói là thường thường thấy hết con mắt, nhưng mà có những cái thấy không mắt phải có mắt. Có khi mình nghe bằng lỗ tai, nhưng có khi mình này không phải nghe bằng lỗ tai. Thì chữ kiến văn giác tri là nó tóm thâu tất cả cái biết của mình, năng lực biết của mình khi sáu giác quan nó tương tác với sáu đối tượng. Phải hiểu kiến đó như vậy mới hiểu Đức Phật dạy kiến là cái gì. Và kiến đấy phải chánh.
À, rất là đúng á, chuyện bám vật thì phải đúng. Đúng đây là gì? À, một số nơi giải thích chánh kiến là tức là thấy đúng theo bát chánh đạo, thấy đúng theo tự diệu đế, thấy đúng theo thập nhị nhân duyên, thấy theo nhân quả nghiệp báo. Có ai thấy được bằng cách đó? Nhưng mà sách khai học có giải thích vậy đó. Hồi xưa khi mà chúng tôi đọc ấy, mình đang đọc mình càng mù không hiểu gì hết luôn. Không hiểu. Chỉ khi mình quay lại với mình á, khi hiểu Đức Phật dạy cái gì mình quay với mình hết á, thì từ đó mình bắt đầu mình so sánh đối chiếu, từ mình phát hiện ra, tẻ ra thì phải dựa vào mình á, thì mình hiểu cái điều đó là cái gì. Cái thực tế, thực tại đang diễn ra nơi mình á. Ở đây khi nói đến kiến văn giác tri đó, chánh kiến, thì kiến đó có nghĩa là các giác quan chúng ta khi tiếp xúc vào đối tượng, nó phải là thấy đúng đối tượng, biết đúng đối tượng, nhận ra đúng đối tượng, cảm giác đúng đối tượng. Cái đúng đây là gì? Khi mình thấy sự vật á, thường thường sau đó là mình thấy cái là lập tức xảy ra là tiếp theo, cái gì mà hợp với mình á thì mình làm sao? Thích. Cái gì không hợp với mình làm sao? Không thích. Rồi cái là nó không dính dạng với mình làm sao? À, thì mình quan tâm dừng dừng thôi. Đó là ba cái phản ứng thường xảy ra khi mà mắt thấy tai nghe mùi người vân vân đối với các đối tượng. Cho nên do vậy là chúng ta nhìn sự vật, cảm nhận sự vật, biết sự vật không còn chánh nữa. Không còn chánh nữa, nó mang tình chủ quán, cảm tình vân 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 vân. Vậy thì chánh ở đây có nghĩa là trong cái thấy nghe hai việc của mình không có tham, không có sân, không có cái gì nữa, không phải gì, không có bận ngã. Người ta hay nói quen tham sân si, thực ra khi mình tham mình sân là đã si rồi, mình là không tỉnh táo rồi, vì tham sân chi phổi lắm tỉnh táo rồi. Nhưng bây giờ cái vấn đề xảy ra là không ai nhìn sự vật mà không xảy ra phản ứng tham hoặc sân, thường là vậy. Mình nhấn lắm, hợp là thích liền, không hợp là ghét liền, và không dịnh dạng gì mà không hợp mình lơ lơ liền, để đồng ngay tức khác. Cho nên chẳng ở đây chỉ có thể là nhiều tâm tham khởi lên, tâm sân khởi lên, bạn ngã khởi lên, so sánh đối chiếu á, khi mà so sánh đối chiếu là bạn ngã đó, à, thì phải nhận ra ngay tức khác, nhận ra ngay tức khác, đừng cho chúng làm chủ mình. Nếu mình chống lại nó thì hai bên sẽ dần có mâu thuẫn. Phải không? À, nếu mình không chống lại nó thì mình trở thành đồng loại với nó, bị nó sai sử, bị nó sọ mũi dẫn đi, nó điều khiển mình. Khi đó tâm tham là mình tham, tâm sân là mình sân, chứ ai đâu. Do vậy ở đây không còn chánh nữa, không còn không chánh. Nếu khi đó nó đúng là ta đó chứ này, hoặc là phí chánh chứ không phải chánh nữa. Cho nên chánh kiến có nghĩa là trong cái thấy hai biệt của mình với đối tượng không có tham, không có sân, có bằng lạ. Hoặc ngược lại, phản ứng tham sân bằng lạ khởi lên, nhận biết nó thức khác, và không có hoạt động theo chúng, không chống đối lại chúng. Và cách để có chánh đó là chỉ có phản ứng nó lại thôi. Tức là tham khởi lên, mình biết tham, sân khởi lên biết sân, không chống đối, không đồng lõa, và thì tham sân tự nó sinh nó giết. Có cái tham nào sinh ở hoài mình đâu, có cái sân nào sinh lên ở bên ngoài đâu, chúng sẽ sinh và diệt không. Vậy thì chúng ta không mất công diệt chúng làm gì, mà diệt diệt cũng được, tại vì khi mình đã diệt thì nó chạy rồi. Không có hai tâm niệm đồng khởi, niệm trước niệm sau cũng có đồng khởi. Cho nên khi mình khởi tâm diệt nó, thật ra thì mình diệt thì bỏng, cái nó không có nữa. Rồi, chánh kiến là vậy. Chánh tư duy, tư duy là các thao tác về của tâm ý. Nhưng chúng ta phải biết thế giới của tư duy này. Trong tâm hoặc ý thức, cái thức của chân giác có hai loại hoạt động. Một hoạt động
tự động, một hoạt động có chủ ý. Khi nói tư duy ấy, là đến hoạt động của chủ ý. Nhưng khi nói tâm và thức, ta nói là tâm viên ý mạ. Tâm viên ý mạ chỉ cái bản chất thực của cái hoạt động mà coi như mang tính tự động của nó. Chứ không phải mình tu được khỏi tâm viên mà khỏi ý mạ không phải. Không phải đâu. Mà tâm viên ý mạ chỉ cho cái trạng thái vốn có của tâm thức. Bây giờ mọi người cứ nghĩ coi, mình không muốn suy nghĩ làm xuất hiện đâu, mình không muốn nhớ làm mình thức những cái gì đâu quá khứ xuất hiện, và chuyện này chuyện kia nó có diễn nó liên tục đâu mình thôi. Đó là bản chất của tâm, của thức, của ý. Bản chất đó giống như là phải nói là lửa thì phải nóng lạnh, nước thì phải ấm ướt, gió thì phải chuyển động, đó, chẳng hạn như thế. Đó là bản chất của hiện tượng sự vật. Mà tâm, ý thức, ba tên gọi khác nhau cùng là hiện tượng sự vật, và bản chất của nó chính là tâm viên ý mạng, luôn xuất hiện, luôn thay đổi, luôn biến. Chúng ta không làm chủ gì được chúng hết, mặc dù chúng ta nói tâm mình, ý mình, thức mình đó, nhưng mà thật ra nó hoạt động riêng là lôi mình đi, đừng là mình làm chủ nó. Bây giờ cái chính là tư duy này, cái chú ý này, nhưng mình khởi lên một tâm, khởi lên một ý niệm, một lên một cái suy nghĩ, cái đó là tư duy có chủ ý. Cái tư duy chủ ý cần phải được định hướng cho nó là gì? Những tư duy nào cần phải loại bỏ? Đó là tư duy hại mình, hại người, hại cả hai. Những tư duy nào làm phát triển cái quan tâm của mình đối với người khác, với đồng loại, với chúng sinh? Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Và đến một độ cao hơn nữa, cái tâm gì? Tư duy về cắt đứt, đoạn tận, buông bỏ sau khi thấy được bản chất của chúng. Cái đó gọi là chánh tư duy. Còn ngược lại là ta tư duy. Vì ngữ, làm sao ngữ? Ngữ chúng ta biết cả cái loài ngữ mà thuộc loài là thiền đó. Tức là không nói dối, không nói lời độc ác, không giữ tục tằng mà lì, không nói lời gây chia rẽ, và không nói lời xàm xì vô ích. Đó là bốn cái thiền pháp liên hệ đến cái lời nói. Nhưng ở đây cần hiểu này, ngữ nghĩa ban đầu nó chỉ là một phương tiện chúng ta truyền đạt thông tin đến người khác bằng âm thanh. Nhưng bây giờ thời đại chúng ta thì cái ngữ nó phải hiểu rộng hơn nữa. Chữ viết là một loại ngôn ngữ, ký hiệu, ngôn ngữ dấu hiệu, ngôn ngữ thông tin gần xa. Ngày xưa thì ví dụ như là hoạt động thanh niên thì có chơi mọt hoặc là smartphone. Thế bây giờ công nghệ thông tin thì quá nhiều thứ về để mà truyền tin. Cái đó cũng thuộc ngữ luôn. Thì ngữ đó phải đặt nền tảng trên gì? Sự thực. Thông tin mà không thực á, thì khi mình đối tác hoặc người nhận tin đấy người ta phát hiện ra, thì sau đó người ta sẽ không còn tin mình nữa. Tin cậy, tin tưởng không còn nữa. Dù người thân nữa, cha mẹ và con gái, ông bà và cháu chắc, thầy và trò, bạn bè, vân vân. Thế không đặt nền tảng trên cái sự thực thì lập tức sự tin cậy không còn nữa. Cho nên chánh ngữ chính là truyền đạt thông tin phải dựa trên nền tảng sự thực. Cái này có mở rộng ra về yếu tố thiền của mình, nhưng để mình dừng ngang đó thôi, để mình hiểu vấn đề thôi. Nghiệp đó là hành vi thuộc về thân, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, hành vi thuộc về thân. Bây giờ chánh nghiệp có nghĩa là từ bỏ các hành vi bất thiện, và thậm chí với chánh bậc chánh đạo vô lậu đức Phật công dạy, từ bỏ luôn các hành vi thuộc về thiền pháp. Tại vì thiền thì nó có thể tổ khấn bất thiện trên vận hành của nhân quả, nhưng mà nó còn là đầu mối của thiện hạng của sinh tử luân hồi. Thì con có gieo thì con có gặt, cho dù đỡ thiền đi nữa. Để buông ra thì không còn tạo tác, chỉ khi nào mình tạo nghiệp nữa thì khi đó mới không bị
nhân quả của hành vi là chi phối mình. Đó là ý nghĩa của chuyện mà Đức Phật nói đối với nữ, cái gì liên hệ đến đoạn cần cắt đứt, cắt liền, vân vân, hoặc phương tiện viên đạt, cái đó mới gọi là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh màng thì nuôi màng chính chỉnh, mưu sinh. Các vị xuất gia thì đơn giản khi được phép nhận của thập phương tịnh thì chia sẻ cho mình. Một số nơi còn duy trì được hành khất thực. Và dĩ nhiên trong tình huống mà chẳng hạn như là những cái quốc độ, những giai đoạn lịch sử mà ta cẩm cho khất thực á, thì nếu có Phật tử mà giúp đỡ chia sẻ thì các vị mà tăng ni tu tập mà phải biến dùng các kiểu khác để tồn tại. Hình thức nóng thiền ở bên Trung Quốc do Bạch Bất Trường Hoài Hải đó chế tác ra, nhất nhập bất tạc, nhất bất thực, là nằm trong cái giai đoạn đó. Giai đoạn đi khất thực là bị cấm đoán, muốn tu tập thì các vị ấy phải từ sản xuất cánh tạc mà sống. Cho nên trong cái một giai đoạn lịch sử gọi là nóng thiền, hình thức nóng thiền xuất hiện ở Trung Quốc là các lý do đó. Còn nếu như ở quốc độ của xứ sở hoặc nào có điều kiện mà có Phật tử thì có thể đặt bát cúng dường và có chia sẻ cho quý vị tăng ni thì các vị xuất gia chỉ có thể nuôi mạng bằng cách ấy. Còn khi đã nhận cúng dường của Phật tử thì mà làm nó những việc để kiếm thêm tiền bạc, kiếm thêm tài vật thì cái đó gọi là tà mạng, nuôi mạng không chân chính. Thì dựa vào cái tiêu chí đó thì các vị biết đâu là một vị đang sống một chánh pháp, một vị mà không thực hành chánh pháp thì hiểu thôi. Còn tính tận niệm và định, đây là vấn đề khác này. Tính tận niệm và định nó không phải là hành vi, nó không phải hành vi như mà ba năm hành vi có thể là rõ thể hiện bên ngoài, mà đó là các cái thành tố hỗ trợ đằng sau năm cái thành tố trước kia. Tính tận ở đây không còn nghĩa là nỗ lực cố gắng. Những cái từ gọi là nỗ lực cố gắng luôn luôn nó đính kèm theo sau là bằng ngã. Nỗ lực của cố gắng để thành đạt cái gì đó, để trở thành cái gì đó. Không ai nỗ lực cố gắng mà chỉ thuần túy nỗ lực cố gắng không đó. Nỗ lực là thành cái gì, cố gắng thành cái gì phải không? Luôn luôn bằng ngã và trở thành. Nó lấy ngược hoàn toàn là cái ý chí của con đường giác ngộ. Tính tận diệt như thế này thôi. Đó là khi mình khởi lên một việc gì mình làm rồi á, thì làm nơi đến chỗ, không bỏ dở nữa chừng, không bán đồ như thế nữa, đừng bỏ cuộc á. Ví dụ mình khởi tâm, mình khởi ý mình nhìn ra cái gì đó thì muốn rõ sự vật trước mắt, mình phải duy trì cái nhìn này. Chứ mình không duy trì cái nhìn này thì vừa mở mắt ra nhìn có chỗ khác làm sao biết cái trước mặt mình là cái gì. Bây giờ mình nghe một tiếng đồng thoáng tai, mình muốn hiểu tiếng đồng là gì thì mình phải hướng toàn bộ cái lỗ tai mình, cái biệt của tai vào đó, phải không? Phải duy trì, phải không? Phải duy trì bao giờ để nhận ra đó là cái gì. Nếu không có cái duy trì này thì không nhận ra đối tượng là gì. Mình nhận một miếng ăn, thức ăn là mình biết cho nên mình phải toàn bộ cái chủ tâm của mình đó, phải hướng vào cái món ăn đó thì mình nhận ra cái đó là món gì. Do vậy tính tận ở đó còn nghĩa là khi khởi lên cái gì thì mình phải điên tận cùng, phải duy trì liên tục mới có thể nhận biết và hiểu ra đối tượng là gì. Ở đây hoàn toàn vắng bóng bằng ngã, mà đó là hoạt cùng hoạt động thuần túy, một cái hoạt động thuần túy trong cái thao tác. Định ở chỗ này, tính tận niệm đó, niệm ở đây á, nó không phải là niệm Phật, nó không phải là niệm thầm đọc thầm trong tâm, cũng phải là ghi nhớ. Chỉ niệm trong Phật học rất đa nghĩa. Trong bậc chân đạo, niệm có nghĩa là chú tâm, đặt tâm, để tâm vào đối tượng. Khi mắt nhìn, khi tai nghe, khi mũi ngửi, khi lưỡi nếm, thế là bất kỳ giác quan nào hướng có mà đối với đối tượng mà với nó thì khi mình hướng về nó lập tức phải đặt tâm để tâm vào nó. Chỉ có đặt tâm để tâm, chủ tâm vào đối tượng là duy trì cái này là tính tấn,
và để tâm đặt tâm vào đối tượng. Và được hỗ trợ thêm một yếu tố là đừng đừng cái gì, đừng là trạng thái cái tâm bình thường, trạng thái tâm bình thường không bị chao đảo, không bị lay động, mà tâm phải tâm tham tâm sân, mà cái tâm nó cân bằng ổn định, không bị kéo bên này kéo bên kia, lăng xăng tạo tác vân vân. Chính trạng thái tâm ổn định đó chúng ta mới có thể có cái niềm, chúng ta mới thể có cái tinh tấn. Ba cái này, thành tố này là ba thành tố gắn kết với nhau, nó không thể tồn tại cái tách riêng ra. Ba cái này luôn luôn có mặt, đồng khởi, đồng tồn tại, và nó luôn luôn ám trợ cho năm cái thành tố đầu: kiến, tư duy, ngữ, nghiệp, mạng. Nhờ vậy năm thành tố đầu mới trở thành chánh. Đó chính là ý nghĩa gắn kết mang tính hệ thống của bát chánh đạo. Thế chúng ta sống chỉ cần nhìn cái và đúng mức toàn bộ bậc chánh đạo đều xuất hiện. Chúng ta nghe một cái đúng mức đó, toàn bộ bậc chánh đạo đều xuất hiện cả. Và mục đích bậc chánh đạo là gì? Khi chúng ta sống toàn vẹn bậc chánh đạo đó là để thấy ra bản chất của tất cả hiện tượng sự vật, trong đó thân tâm mình là cái biểu hiện rõ ràng nhất. Và ví dụ cái vị đầu tiên mà nắm được nguyên lý này và thấy ra chính là ngài Thiều Trần Như. Khi nghe Đức Phật giảng qua con đường giác ngộ như vậy á, ngài lập tức ngài hiểu ngài tất cả. Ngài mình có cái câu đầu tiên ngài phát biểu đó, thấy ra cái gì có sinh thì có diệt. Ngài thấy ra chứ không phải là hiểu biết theo cái lối mình ngồi mình suy nghĩ, mà thấy ra cái thân này, tâm này, cả cảm giác này, cảm thọ này vân vân, chúng cái gì có sinh thì chúng có diệt. Mục đích của con đường bậc chánh đạo là cho mình thấy ra tất cả giác ngộ, thấy ra được bản chất của hiện tượng sự vật. Mà cái bản chất đầu tiên đó chính là tính chất sinh diệt của hiện tượng sự vật, thuật ngữ gọi là vô thường. Và đến đây chúng ta hiểu đó, chánh pháp, chánh pháp chính là để đó mình đạt đến cái sự thực này. Và một người thấy ra hiện tượng sự thực như vậy rồi, khi họ cần ngồi suốt ngày tụng niệm bát chánh đạo, mà cuộc sống họ chính là đang thể hiện bát chánh đạo. Đây, bất kỳ vị giảng sư nào, dù là tu sĩ, dù là cư sĩ, mà các vị ấy giảng mà giảng gì? Nghĩa thức chuyển tinh đó nè. Đầu tiên thì phải là từ bỏ ác pháp, thực hành thiền pháp, thanh lập tâm ý. Chung chung là bây giờ nói cụ thể, vì ấy phải là người hiểu rõ và trình bày về các sự thực liên hệ đến khổ, nguyên nhân của khổ, chấm dứt khổ và con đường thực hành chấm dứt khổ, thì chúng ta hiểu vì ấy là vì đang giảng chánh pháp.